hồi còi là lời chào đất liền của tàu cảnh sát biển 4033. Lần ra khơi này của thuyền trưởng 4033 được dự báo nhiều khó khăn. Thẳng tiến vùng biển Hoàng Sa, nơi con tàu này từng bị đâm hỏng và phải đối đầu với những tàu lớn của Trung Quốc. Sau 10 giờ đồng hồ chạy liên tục, tàu 4033 đã có mặt ở vị trí cách giàn khoan 981 khoảng 10 hải lý. Từ đây, chúng tôi sang tàu cảnh sát biển 4032. Đón chúng tôi là những gương mặt vẫn chưa hết âu lo. Chỉ cách đây ít giờ, tàu 4033 đang làm nhiệm vụ chấp pháp tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam thì bị nhiều tàu Trung Quốc uy hiếp và ngăn cản quyết liệt. Tàu hải cảnh 46001 của Trung Quốc tăng tốc bất ngờ và ngang ngược hút thẳng vào phía mạn trái tàu cảnh sát biển Việt Nam. Cú tông mạnh khiến con tàu bị chao đảo liên tục, lan can bên bị sập gãy. Loa thông báo về việc chuẩn bị đối mặt với tàu Trung Quốc. Lúc này, chúng tôi trực tiếp quan sát được giàn khoan 981, cái tên đã làm dậy sóng Biển Đông. Giàn khoan khổng lồ này được giữ thăng bằng bởi hai tàu. Bên ngoài, nhiều tàu các loại tạo ra vòng vây nan quạt mà phía Trung Quốc dựng lên để bảo vệ cho sự hiện diện trái phép của mình. Tàu cảnh sát biển tiếp cận giàn khoan và đưa ra các thông báo hòa bình đúng theo thông lệ quốc tế. Và đây là cách mà các tàu Trung Quốc đáp lại thiện chí của ta. Từ lúc chúng tôi có mặt ở 4032, đây là cuộc giật đổi quyết liệt nhất mà Trung Quốc thực hiện. Trong khoảng 1 giờ đồng hồ, tàu hộ vệ tên lửa 571 và hai tàu hải cảnh 46001, 3411 hung hăng tìm cách đâm va. Phát hiện 46001 chính là tàu đã từng đâm 4032 và thường xuyên làm nhiệm vụ truy cản, Trung tá Trần Lê Trang đã chỉ huy tăng tốc liên tục. Cuộc rượt đuổi trở nên căng thẳng trong suốt quãng đường 5 hải lý cho đến khi 4032 bứt phá hẳn. Với cách hành xử lâu nay của Trung Quốc, có lẽ việc này sẽ vẫn còn lặp đi lặp lại với lực lượng cảnh sát biển không chỉ trong một vài ngày tới mà có thể trong nhiều tháng tới. Trực tiếp đối mặt với sự khiêu khích từ phía Trung Quốc, chúng tôi mới hiểu cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ chấp pháp tại đây đã phải kiềm chế cao đến mức nào. Nhân dân cả nước hãy vững tin, hãy yên tâm ở chúng tôi. Chúng tôi, những người lính cảnh sát biển là sẽ bám trụ đến cùng, không sợ khó khăn, sẵn sàng khắc phục mọi khó khăn, không ngại gian khổ hy sinh để hoàn thành cái nhiệm vụ cao cả mà Đảng ủy Bộ Tư lệnh cũng như vùng giao cho đơn vị chúng tôi. Trong 10 ngày làm nhiệm vụ trên biển, có thời điểm tàu bị 5 tàu hải cảnh trọng tải lớn, tốc độ cao của Trung Quốc uy hiếp, khiêu khích, bám sát. Nếu không có sự tỉnh táo, kiềm chế của lực lượng chấp pháp Việt Nam, có lẽ những điểm nóng ở khu vực giàn khoan Hải Dương 981 đã bùng nổ theo đúng ý đồ đen tối của Trung Quốc. Điểm nóng ấy, các anh sẽ trở lại để khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Lời hát quốc ca vào mỗi thứ hai hàng tuần vẫn vang lên đều đặn trên vùng biển Hoàng Sa, nơi mà hàng trăm năm qua, bao thế hệ cha anh đã đổ máu gìn giữ. Sương máu các thế hệ đi trước đã vun thành cột mốc chủ quyền linh thiêng cho Tổ quốc.